Về Rạch Giá, nhiều người nhớ đến hai câu thơ Hỏa Hồng, Nhật Tảo, Oanh Thiên Địa, Kiếm Bạc, Kiên Giang, Khấp Quỷ Thần của danh sĩ Huỳnh Mẫn Đạt đã ngợi ca trong bài Điếu Nguyễn Trung Trực. Dân chúng đã lập đền thờ ông Nguyễn Trung Trực, người khi đầu rơi khỏi cổ đã nói một câu làm chấn động lòng người. Bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tay. Ông ở đây đó, cái ngôi đình này ở đây đó, thì là lúc ông đóng quân. Bên này là thờ ông Nguyễn Hiền Điều, cũng là cái vị tướng đấy, cũng đánh trận chung với ông Trương Công Định rồi đó. Đấy, thì khi về giếng cây trăm đó, ông mới bị chặt đầu tại đó. Sinh thời ông Nguyễn Trung Trực giỏi võ nghệ, từng lập nhiều chiến tích dưới trướng Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định. Người dân ở đồng bằng sông Cửu Long xem ông Nguyễn Trung Trực như một vị thần có công trạng lớn với đất nước. Đặc biệt, người dân Kiên Giang tin rằng ông là một vị thần che chở họ trong những lúc mưa to, sóng lớn, phù hộ cho họ được những chuyến đi biển trĩu nặng cá tôm. Tôi lâu lắm rồi đó, hồi ba tôi còn sống thèm. Bà Rìu năm nay đã 93 tuổi. Trong câu chuyện kể của bà, ngôi đình này có lâu lắm rồi. Từ nhỏ bà đã thấy và giờ không còn nhớ nổi bắt đầu thờ ông từ lúc nào. Trước cô mới về là đình còn lá, rồi cô về tới giờ thì nó trùng tu lần lần, là năm 91 nó bắt đầu sửa chữa lần lần. Lúc mà cô khoảng mười mấy tuổi đó, cô đi ngang đây là cô thấy cái đình đã có rồi. Rồi cô về đây là năm nay ba mươi mấy năm. Ba mấy năm cô ở đây để mà lo hương khói cho ông. Sau khi ông Nguyễn Trung Trực bị xử chém ngày 27 tháng 10 năm 1868 tại pháp trường Rạch Giá, những người dân yêu kính ông đã bí mật thờ ông trong đền thờ Nam Hải Đại Tướng Quân. Ban đầu, đây chỉ là một ngôi đền nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá do dân chài dựng. Qua nhiều lần trùng tu, ngôi đền vẫn giữ lối kiến trúc theo kiểu truyền thống, bao gồm chánh điện Đông Lan và Tây Lan. Ông có vợ, thì theo cái sử để lại đó, thì ông có vợ có con, nhưng mà khi đánh ở Phú Quốc á, bị Pháp nó dây, thành ra hy sinh hết cả gia đình. Có một vài lần lên đây thăm thì có nói là trong cái dòng tộc của ông thì cũng mong là ông vẫn còn con cháu chích để nối ngôi. Cùng với nhiều công trình thờ tự trên khắp miền Tây Nam Bộ, vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã đi vào lịch sử, đã đi vào tâm cảm người dân Nam Bộ như một tượng đài của vị nhân thần.